thì chắc là những cái từ khóa thứ năm đó là tụi em phải nắm trong lòng, nắm trong đầu đúng không? Tại vì khi mà tiếng Anh mà tụi em giỏi thì khi tụi em đi làm bệnh viện đó, tụi em rất là có lợi, bất cứ cái gì tụi em cũng lợi hết, cho nên ráng học từ tiếng Anh. Chị đôi khi chị không dịch những cái slide ra, tại vì người chị muốn tụi em tiếp xúc với những cái từ tiếng Anh để khi mà mình đọc textbook này kia mình sẽ không có bị ngỡ ngàng. Rồi bây giờ cái này là chị nhắc lại một lần nữa về cái sinh lý của cái học hậu. Cái hình này chị lấy trên mạng thì tụi em thấy là đầu tiên nha, hình này nó hơi nhỏ thì tụi em lấy slide thì tụi em sẽ thấy nó cũng rất là rõ, nhưng mà chiếu lên các bạn phân giải không tốt hay sao chị thấy không có rõ lắm. Thì cái thứ nhất tụi em thấy là cột sầu nó tạo ra ở tủy xương, hồi nãy chị nói rồi đó, nó tạo ra những cái xương dài nè, nó tạo ra ngay những cái xương như xương chậu nè ha, xương đùi rồi xương cánh tay, và sau này nhiều nhất là xương chậu. Bởi vì khi tụi em làm tủy đồ trên bệnh nhân ha, thì tụi em sẽ lấy ở ga chậu trước trên hay ga chậu sau trên. Trong những trường hợp, có một số trường hợp mình đã lấy ở xương ức, nhưng mà xương ức thì rất ít làm, nên tụi em đa số là lấy ga chậu trước trên, ga chậu sau trên. Thì những cái tế bào hồng cầu nó sẽ tạo ra những tế bào gốc đầu dòng, erythroblast là tế bào đầu dòng của hồng cầu. Thì những tế bào hồng đầu dòng hồng cầu theo cái quy trình hồi nãy, tụi em nhìn theo con chuột của chị nha, theo quy trình hồi nãy thì em sẽ thấy nó phân ra những cái ví dụ như bốn giai đoạn đó, cuối cùng nó ra hồng cầu lưới. Hồng cầu lưới nó mới vô máu nó trở thành hồng cầu trưởng thành, một ngày hai ngày sau thì nó trở thành hồng cầu trưởng thành. Thì cái hồng cầu trưởng thành này nó mới lưu hành trong máu, trung bình đời sống của hồng cầu khi lưu hành trong máu đó là 120 ngày ha. Rồi 120 ngày có nghĩa là mấy tháng, hay 4 tháng đúng không? Rồi 4 tháng trong điều trị lý tưởng nha. Rồi thì nó trong 120 ngày, sau khi nó già, sau khi cái hồng cầu già thì em thấy tới bước thứ ba nha, tới con chuột của chị nè ha. Rồi tới bước thứ ba thì cái hồng cầu già cái hồng cầu già nó mới bị phá hủy. Thì hồng cầu già nó mới bị phá hủy ở đâu? Thì nó bị phá hủy bởi những cái macrophage ở gan, ở lách. Thì tụi em thấy là những cái hồng cầu già nó bị phá hủy. Thì khi cái hồng cầu già nó bị phá hủy thì cái ở đây nó sẽ ghi rõ ha, cái chữ globin và protein nó sẽ sử dụng làm cái gì, và sau đó những cái hen rút nó sẽ làm cái gì. Cái hình này em sẽ đọc tiếp nhưng mà chị thấy cái hình này rõ hơn cho nên tụi em coi cái hình này nha. Thì khi mà nó phá hủy trong đất, em thấy đây là một biểu tượng cho những cái hồng cầu, nhìn con chuột của chị ha, những cái lên này là cái hồng cầu ha. Hồng cầu hình dĩa khi mà nhìn ngang thì nó giống như cái nơi như vậy nha. Rồi khi mà hồng cầu bị phá hủy thì trong hồng cầu tụi em học sinh lý rồi, học hóa sinh, học hóa học rồi ha, đủ thứ hết tụi em biết là gần có sắt, có globin và có hen. Thì sắt thì nó sẽ tái hấp thu lại, nó sẽ vận chuyển, nó sẽ kết hợp transferrin, nó sẽ trở thành ferritin, chờ cái dự trữ. Cái thứ hai là tụi em thấy là protein, globulin thì nó sẽ hấp thu lại, nó sẽ là những cái acid amin để nó tiếp tục hỗn hợp tiếp. Rồi cái thứ ba đó là hen, thì cái hen này nó sẽ chuyển thành bilirubin. Cái bilirubin này thì cái màng qua gan nó kết hợp với nó trở thành bilirubin trực tiếp, thì nó sẽ đi ra ngoài. Bilirubin trực tiếp thì sẽ tan trong nước, khi tan trong nước thì nó sẽ ra thận, nó là urobilinogen, nó tạo cái màu vàng của nước tiểu, nó ra phân là scopolamine, nó tạo màu vàng của phân, hoặc là nó lưu hành trong máu. Còn bilirubin gián tiếp thì nó sẽ nó trong nó free ha, nó không có thải ra giống như cái kia. Mình phải biết cái đó để chút xíu khi cái hồng cầu bị bể, khi cái hồng cầu bị tán huyết thì mình sẽ biết là tán huyết như vậy thì hậu quả nó là cái gì và cái gì đi đâu. Rồi đó là nãy giờ mình nói về hồng cầu rồi, bây giờ chị quay lại cái hình này. Chị hy vọng là hôm qua bác sĩ Thanh có nói với tụi em ha. Thì hồng cầu, khi mà thiếu hồng cầu thì gọi là thiếu máu. Nhưng mình không, cái định nghĩa của thiếu máu mình không dựa trên số lượng hồng cầu mà mình dựa trên cái hemoglobin. Lý do rằng là mình dựa trên cái lượng nó chuyên chở oxy. Mà nãy chị có nói rồi, cái hồng cầu trưởng thành của mình là mục đích, là chuyên chức năng của cái hồng cầu trưởng thành là làm gì, là chuyên chở oxy tới mô. Như vậy mình không cần biết số lượng nó là bao nhiêu con, bao nhiêu con hồng cầu, mình chỉ cần biết tổng cái lượng oxy nó chở tới mô được là bao nhiêu. Nó đơn giản, ví dụ như mình mua này ha, này cái thầy cô giới chơi ví dụ nha, ví dụ như mình mua một ký cam mà hiệu như cam bự thì 3 trái một ký, nhưng nếu như mà cam nhỏ thì nó có thể 5-7 trái. Nhưng vấn đề tổng cộng
số lượng cuối cùng là vẫn là 1 ký, em hiểu không? Cho nên cái mà mẹ tính là mẹ đã tính dựa trên hemoglobin, đã tính thiếu máu chứ không thể dựa trên số lượng hồng cầu. Tại vì hồng cầu nhỏ thì cái số lượng nó sẽ nhiều, hồng cầu lớn cái số lượng nó sẽ ít đi. Cho nên đừng bao giờ dựa trên cái số lượng hồng cầu mà dựa trên cái hemoglobin. Thì thứ nhất là mình biết à, thiếu máu là do cái hemoglobin nó giảm, cái khả năng vận chuyển oxy tới mô nó giảm. Như vậy cái nguyên nhân thiếu máu khi mà mình suy luận một cách logic, mình nghĩ vô những cái nguyên nhân tổng quát thôi thì có tổng à, nguyên nhân thứ nhất là máu sản xuất ở đâu, sản xuất tại tủy, là do ngay cái tủy xương đó nó không sản xuất, nó giảm sản xuất. Nguyên nhân thứ hai là bây giờ cái tủy xương đó sản xuất bình thường, đưa cái hồng cầu ra trong máu, và khi cái hồng cầu ra trong máu nó bị phá hủy, nó bị phá hủy. Và nguyên nhân thứ ba là hồng cầu vô máu bình thường nhưng mà có một cái lỗ nào đó nó thất thoát ra, chẳng hạn như bé này nó ối ra máu, bé này nó có kinh cho nên nó rong kinh rong huyết rỉ rả, hay là bé này những bé hemophili hay gì đó nó xuất huyết khớp hay nó chảy máu răng rỉ rả thì nó bị mất cái hồng cầu ra ngoài, được chưa? Như vậy cái nguyên nhân chị đi từ nguyên nhân dễ tới nguyên nhân khó, hay nguyên nhân mà do mất máu ra ngoài là do nó có cái lỗ nó thoát cái hồng cầu ra. Thì tụi em thấy ha, những cái mà nãy giờ chị nói ha, dù như những cái chảy máu mà di truyền hay cái gì đó, dù như những bệnh mà máu tối ngày rong kinh rong huyết, hay là những bé mà nó xuất huyết tiêu hóa, ví dụ như khoảng những một bé trai mà nhập viện với mình khoảng 10-11 tuổi, tuổi mà bắt đầu lớp 5 lên lớp 6 hay gì đó, thì học mà stress thì về thấy khi nó stress thì nó sẽ ăn uống thất thường thì nó sẽ dẫn đến viêm dạ dày. Khi viêm dạ dày thì lại bị xuất huyết tiêu hóa, nó đi trong đen rỉ rả nhưng mà không ai biết hết, người nhà không để ý, đến khi đến như mình thì xanh như tàu lá chuối ha. Cho nên là những cái đó là cũng gọi là thiếu máu. Thì nguyên nhân này là tụi em sẽ loại trừ một cách là tụi em tùy có cái đường thoát máu ra hay là cái gì đó. Rồi, nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân ngày hôm qua chị Thanh, ngày thứ ba chị Thanh đã dạy, bác sĩ Thanh đã dạy cho tụi em một cái trong đó rồi, đó là thiếu máu thiếu sắt. Thì cái nguyên nhân mà do giảm sản xuất ở tủy thì tụi em sẽ thấy là rất là nhiều nguyên nhân, trong đó là do tụi em tưởng tượng giống như cái tủy là nhà máy sản xuất ra đường. Và bây giờ thứ nhất là thiếu nhiên liệu, dù như thiếu mía ha, thiếu sắt thì nó sẽ không sản xuất ra đường được. Hoặc là nhà máy sản xuất đường nó bị hư thì sẽ không sản xuất ra đường được. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Rồi, nguyên nhân thứ ba là mất. Rồi thì em biết rồi, hai nguyên nhân rồi. Bây giờ còn nguyên nhân còn lại là cái mục tiêu chính ngày hôm nay mình sẽ học. Đó là tán huyết. Người ta dùng từ là thiếu máu tán huyết ha. Thì cái từ thiếu máu tán huyết đó, cái nguyên nhân của nó là do tăng phá hủy hồng cầu. Tụi em biết đời sống hồng cầu là khoảng 120 ngày đúng không? Bây giờ ví dụ như hồng cầu mới sản xuất ra mới có khoảng 1 tháng thôi, có 30 ngày hay là 10 ngày gì đó nó phá hủy. Thì cái đó khi cái hồng cầu nó bị bể ra, nó bị leak, nó bị hemolysis, thì lúc đó mình gọi cái hiện tượng đó gọi là thiếu máu tán huyết. Thì trong cái thiếu máu tán huyết của chút xíu chị sẽ đi vô từng nguyên nhân cho tụi em ha. Rồi mình đi từng bước nha. Chị nói vậy tụi em có nhanh quá không? Chị nói vậy có nhanh quá không? Có nhanh hay có nói trên trời không? Em đi xuống đất lại. Tại vì chị thấy chị nói cũng chậm mà một chút xíu nữa cái là chị tăng tốc. Cái cuối cùng cái đó mấy bạn lại nói với chị nói nhanh quá em không hiểu ha. Cho nên khi bất cứ khi nào chị nói nhanh thì tụi em cứ nói à em không hiểu hay là chị nói vậy em không đồng ý hay gì đó thì tụi em cứ phát biểu nha. Rồi, thiếu máu tán huyết định nghĩa là hồng cầu bị phá vỡ nhanh nhiều hơn mức hồng cầu sinh lý ha. Tại sao hồng cầu bị rút ngang? Tụi em thấy là bình thường hồng cầu sống bình thường thì khi có một hiện tượng gì đó làm cho hồng cầu nó bể ra, em thấy cái hình dấu phẩy nè, thấy không, là những cái nó gọi là cell fragment, thì những cái này á nó bị bể ra. Thì khi cái hồng cầu bị bể ra sớm hơn cái đời sống của nó, sớm hơn cái lifespan của nó, thì lúc đó mình sẽ gọi là tán huyết. Thì thiếu máu tán huyết nó sẽ xảy ra gồm hai vị trí theo tổng quát nè. Thứ nhất có thể nó xảy ra trong lòng mạch, cũng có thể nó xảy ra ngoài lòng mạch. Và nó có hai dạng, có thể là do bẩm sinh của nó, cũng có thể là do một cái bệnh gì đó nó phá hủy cái hồng cầu. Rồi, thứ nhất là mình nói là làm sao gọi là trong lòng mạch. Chị để hình hơi nhiều ha.
cho tụi em cố gắng cho tụi em hiểu vấn đề hơn là mình ghi chép, tại vì kiến thức tụi em đi cập lên mạng bấm chữ thiếu máu tán huyết là 1.000 bài hiện ra ha, nhưng vấn đề chỗ là khi mình đọc mình hiểu được người ta nói cái gì không, cho nên chị cố gắng làm cái động tác là cho tụi em hiểu chị nói cái gì, còn bài vở hình ảnh thì tụi em có hết trên mạng rồi. Rồi thiếu máu tán huyết nội mặt đây, cái tán huyết nội mặt đây intravascular hemolysis thì tụi em sẽ thấy cái hồng cầu là cái màu đỏ ha, nó bị vỡ ra thì cái hemoglobin ở trong máu nó sẽ ra, như vậy nó sẽ qua thận và lúc đó tụi em sẽ tiểu hemoglobin. Rồi quay lại coi chỉ cái gì, thiếu máu nội mặt hồng cầu bị ly giải trong mạch máu, trong lòng mạch máu, rồi haptoglobin giảm nên tiểu hemoglobin. Haptoglobin là cái gì? Haptoglobin là một cái protein. Khi mà cái hemoglobin nó vừa giải phóng ra thì cái haptoglobin nó sẽ đến nó ôm lấy cái hemoglobin, nhưng cái số lượng nó có hạn, cho nên khi quá nhiều cái hồng cầu vỡ ra, cái hemoglobin quá nhiều thì cái lượng haptoglobin nó không đủ để cập tới với những cái hạt hemoglobin, cho nên cái hemoglobin extra, cái hemoglobin thừa đó nó mới đi ra, nó đi vô nước tiểu, cho nên khi cái máu tán huyết nội mặt nó sẽ tiểu hemoglobin. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp là thiếu máu tán huyết ngoại mặt. Thì thiếu máu tán huyết ngoại mặt là cái gì, tụi em sẽ thấy là khi mà hồng cầu nó đi đến cái hệ thống phổi nội môn nó bị phá hủy, thì khi nó bị phá hủy thì nó đi qua những cái hệ thống này, nó sẽ chuyển hóa như hồi nãy chị nói đó, nó sẽ đi qua thận, nó ra nước tiểu với dạng urobilinogen, hay nó ra phân với dạng sacobilin. Thì khi mà cái lượng mà hemoglobin này tăng lên ở cái hệ phổi nội môn của phagocytosis, thì khi lúc đó thì em sẽ thấy cái lượng này nó cũng sẽ tăng lên. Như vậy mình sẽ thấy cái gì, khi tán huyết ngoại mặt thì hồng cầu sẽ bị phá hủy trong hệ phổi nội môn, thì lúc đó bilirubin gián tiếp lẫn trực tiếp sẽ tăng lên, thì mình sẽ có hiện tượng là tiểu sậm màu, được chưa, cái sậm mắt vàng và tiểu sậm màu. Rồi như vậy khi mình đi lâm sàng mà nếu như ai nói với mình là tán huyết nội mặt, thiếu máu tán huyết ngoại mặt, thì mình hiểu được là người ta đang nói cái gì nha, nói sao thì hiểu vậy. Nội mặt tức nghĩa là trong lòng mạch máu, trong lòng mạch máu thì tiểu hemoglobin. Rồi còn nếu mà ngoại mặt thì trong những cái hệ phổi nội môn gan mắt thì mình sẽ nước tiểu mình đi sậm màu, đó là do màu của urobilinogen này kia tụi em ha. Rồi bây giờ thực ra cái bài tán huyết á, tụi em sẽ học từ E4, tụi em học lên E6, đến sau đại học vẫn rất sợ bài này, tại vì ngày hôm nay chị chỉ giới thiệu cho em một phần của thiếu máu tán huyết thôi, 2/3 còn lại tụi em sẽ ra sau đại học học ha, thậm chí tới chuyên qua 2 vẫn còn phải tiếp tục cày bài này, tại vì nó hơi khó, nó rất sâu nè, nhưng mà mình nắm cái nhánh lớn của nó trước thì khi mình đi sâu vô mình sẽ không bị lạc. Thì cái nguyên nhân của thiếu máu tán huyết ở trẻ em, thì nguyên nhân của thiếu máu tán huyết của trẻ em mình sẽ dựa trên cái hồng cầu. Ví dụ như đây là cái hồng cầu, thì nguyên nhân đầu tiên mình sẽ học đó là do bản thân cái hồng cầu, thì làm bản thân của hồng cầu bị bất thường cho nên gây ra tán huyết. Thì trong cái bản thân hồng cầu nó sẽ chia ra 3 cái, tụi em sẽ đi từ ngoài vào trong ha, tụi em tưởng tượng cái hồng cầu nha. Thì đầu tiên là cái màng hồng cầu, màng hồng cầu tụi em thấy nè, membrane defect, tức nghĩa là bất thường cái màng hồng cầu. Thì tụi em thấy ví dụ như những cái bệnh hồng cầu hình cầu hay là hồng cầu hình elip, trên lâm sàng cũng có rất nhiều ca hồng cầu hình cầu. Chút xíu mình sẽ có một slide nói về hồng cầu hình cầu nha tụi em. Cái thứ nhất là bên ngoài cái màng hồng cầu, xong sau đó tiếp tục đi vô trong, đi vô trong nữa, đó là những cái ở trong hồng cầu thì tụi em sẽ thấy có hemoglobin. Thì do cái hemoglobin bất thường và điển hình của hemoglobin bất thường đó là bệnh thalassemia, tụi em nghe hoài cái từ thalassemia nha, hoặc là sickle cell là hồng cầu hình điền. Rồi còn một cái nữa là bảo vệ bên ngoài màng hồng cầu gọi là các enzyme, thì có bệnh đó là thiếu GSBD. Thì tất cả những cái bất thường trên màng, bất thường enzyme hay bất thường trong lòng hồng cầu, một trong những bất thường đó làm cho cái hồng cầu nó không bình thường, nó không phải là hình dĩa lởm một cách mịn màng để chui lò lách trên những cái mạch máu vô. Cho nên khi mà cái hồng cầu bất thường như vậy thì nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nha. Như vậy khi nó vỡ sớm hơn cái thời gian, cái lifespan của nó, thì lúc đó gọi là tán huyết. Như vậy bất cứ cái bất thường nào trên màng hồng cầu sẽ gây ra một cái hiện tượng thiếu máu tán huyết. Được chưa? Rồi liên hệ lâm sàng, một đứa trẻ vô với em khám ra nè, thì
thì khi đi lâm sàng thì chị sẽ phân biệt làm sao biết là à đây là một cái thiếu hóa tán huyết. Thì khi mà em nói ra à đứa này là tán huyết rồi nhưng mà không biết nguyên nhân gì, thì lúc đó cái đầu tiên của em sẽ nghĩ đến à cái hồng cầu đứa này có gì bất thường không, coi hồng cầu lấy máu của ba mẹ ra coi ba mẹ có hồng cầu mình cầu không, có hồng cầu bất thường không để di truyền lại cho đứa con, em hiểu không? Cái đầu tiên coi trên một đứa trẻ thiếu máu tán huyết là coi cái hồng cầu có gì bất thường hay không. Sau khi mình nói à hồng cầu không có gì bất thường hết thì mình sẽ coi nguyên nhân bên ngoài hồng cầu. Nguyên nhân bên ngoài hồng cầu thì rất là phức tạp em ha, nhưng mà đại khái là nó chia ra làm ba cái lớn. Cái thứ nhất là cái hồng cầu có những cái kháng thể bất thường nó gắn lên màng hồng cầu. Khi mà kháng thể gắn lên màng hồng cầu đi qua hệ bổng nội mô với lắp này kia thì sẽ bị lắp phá hủy. Cho nên tụi em coi là những đứa này nó có bệnh hệ thống hay không. Bệnh ví dụ như lupus, lupus là cơ thể sản xuất ra một cái kháng thể bất thường tấn công lại những cái cơ quan của bản thân nó. Đặc biệt là lupus và quý học thì nó sẽ tấn công lên cái hồng cầu nha tụi em. Thì tụi em sẽ thấy rằng là nó sẽ gây phá hủy. Thì trong cái mà khi mà kháng thể bất thường tấn công lên hồng cầu, người ta gọi đó là tán huyết miễn dịch. Thì trong tán huyết miễn dịch gồm có kháng thể âm, kháng thể tạm, hoặc là cái từ này chị không biết dịch tiếng Việt, cái từ này là sau những cái nhiễm trùng virus này kia thì nó có hiện tượng tán huyết, đặc biệt là mycoplasma. Để em giải nguyên cái từ này đi, PCS rồi. Nếu mà em muốn dịch đó, thì người ta dịch là để huyết sắc tố cực phát cho lạnh, nhưng tụi em có chừng lộn với cái từ là PNH, tức nghĩa là tiểu huyết sắc tố cực phát về đêm. Tại tiểu huyết sắc tố cực phát do lạnh không hoàn toàn lành tính và chỉ gặp ở trẻ em thôi, nhưng tiểu huyết sắc tố về đêm thì đa số gặp của người lớn và nó rất là nặng chứ nó không có nhẹ giống như thế này. Cho nên là tụi chị trên lâm sàng tụi chị vẫn xài cái từ này rồi. Cái thứ hai là do cường lắc, cường lắc là do cái hệ bổng mà mô của em hoạt động quá mức, cho nên hồng cầu người ta nguyên vẹn đi nghe những bị bắt giữ và những bị phá hủy. Cái thứ ba là những cái bệnh hệ thống giống như là nhiễm trùng. Em thấy là điều gì sốt rét thì nó sẽ khó vỡ hồng cầu nha. Hoặc là những cái con Listerium này kia dẫn gây khó vỡ hồng cầu sớm hơn. Hay là những bệnh lý gan hay là những bệnh lý ở thận. Những cái bệnh hệ thống này dẫn gây ra phá hủy hồng cầu sớm hơn. Và thuốc và những cái độc tố đó, có những thuốc nó gây tán huyết. Hoặc là những bệnh viêm mạch máu, ví dụ như tụi em thấy là hệ chứng tăng ure, hội chứng tán huyết tăng ure huyết ha, HUS. Thì tụi em sẽ đi lâm sàng, tụi em sẽ nghe được chị nhắc rất là nhiều cái này. Hoặc là những bệnh mà TTP, tụi em đi lâm sàng tụi em sẽ thấy là bẩm sinh hay mắc phải. Hay là những cái đông máu và mạch lan quả khi mà rối loạn đông máu thì cũng gây tán huyết. Hoặc là những cái cơ chế mà gọi là dùng từ là cơ học, ví dụ như những đứa bé mà nó đặt van tim nhân tạo, thì khi có cái van tim nhân tạo cái dòng máu đi qua hồng cầu nó sẽ bị va đập vô cái van tim đó. Khi nó va đập như vậy nó lại gây vỡ sớm. Rất là nhiều trường hợp những bé mà đặc biệt là van hai lá ha, lớn khám đặt van hai lá này kia mọi thứ đó, tự nhiên một ngày rồi đó thử ra không thấy máu, thấy thiếu máu, thì câu đầu tiên bà mẹ vô là nói là bác sĩ ơi, tôi cho con ăn nhiều lắm, ăn đầy đủ lắm, đủ thứ hết nhưng mà vẫn thiếu máu. Thì đa số những trường hợp đó là nó rơi vô những trường hợp van tim nhân tạo đây, thì nó bị cơ học cho nên nó bị phá hủy sớm. Rồi cái Wilson này tụi em ra sao lại đọc học ha, nó hơi khó nha tụi em. À cái cuối cùng là tụi em mà nguyên nhân ở trong và ngoài hồng cầu đó là tiểu huyết sắc tố cực phát về đêm là PNH. Khi tụi em học sau đại học thì em sẽ học tới cái bệnh này. Tóm lại, mình hiểu là thiếu máu tán huyết ở trẻ em là gồm nguyên nhân tại hồng cầu, nguyên nhân ngoài hồng cầu. Tại hồng cầu thì là do màng, do enzyme là có C6PD, do màng là có những cái hồng cầu hình cầu, và do huyết sắc tố là có thalassemi. Rồi nguyên nhân ngoài hồng cầu là chỉ nhớ là do kháng thể. Nhớ vậy cho nó lẹ tụi em ha. Về lâm sàng thì tụi em sẽ thấy rằng là nếu như mà tán huyết này xảy ra ồ ạt thì tụi em sẽ có triệu chứng thiếu máu cấp. Nhà qua chị thăm dạy tụi em thế nào là một cái hội chứng thiếu máu cấp rồi, nên tụi em coi lại. Rồi tiểu hemoglobin, hoặc là khi mà tụi em tán huyết quá ồ ạt thì tụi em sẽ gây ra hiện tượng khóc hay là suy thận. Còn trong những trường hợp mà thiếu máu tán huyết mạng, tụi em sẽ thấy thiếu máu từ từ và có huyết tán mạng, thì cái huyết tán mạng nó sẽ gây ra đó là vàng da, gan lát to, biến dạng xương chậm phát triển, hoặc là có những đợt cấp trên nền mạng.
cái triệu chứng lâm sàng mà của huyết tan mạng này chút xíu nữa xuống ta sơ thì sẽ diễn tả rõ hơn cho tụi em. Tại vì cái bệnh mà điển hình nhất của thiếu máu tan huyết mạng đó là ta sơ mi. Rồi diễn tiến lâm sàng thì từ từ tùy từng bệnh nha tụi em, và ta sơ mi hoặc là những cái tán huyết thì đều có gan to và nhiều đều có sỏi mật. Nguyên nhân thường gặp, những cái nguyên nhân thường gặp, cái này là mình chỉ nói sơ qua thôi tụi em ha, tại vì mỗi một cái bệnh nó có nguyên nhân khác nhau. Thì ví dụ như mình gặp là thiếu T6BD hay là khi truyền nhầm giấm máu, thì nhầm giấm máu thì cái việc tán huyết là do kháng nguyên kháng thể. Rồi bệnh hemoglobin thalassemia hay là những bệnh lý hồng cầu bẩm sinh. Nguyên nhân hồi nãy chị nói rồi đó, bất thường màng hồng cầu ha, gồm có bệnh hồng cầu hạch cầu, bất thường huyết sắc tố thì mình nhớ là thalassemia còn thiếu T6BD. Tụi em chỉ cần nhớ thiếu men, tụi em nhớ bệnh T6BD, ba bệnh này chị sẽ giải phía sau. Rồi mắc phải là các nguyên nhân thể dù như miễn dịch đã bắt đầu nhóm máu mẹ con hoặc là không do miễn dịch, có thể là nhiễm trùng, do thuốc, do hóa chất. Vì vậy bây giờ làm sao mình tiếp cận một cái bệnh à thiếu máu tán huyết miễn dịch, làm sao mình tiếp cận để mình đi vô nguyên nhân? Thì thường thường thiếu máu tán huyết miễn dịch thì trong lâm sàng điều trị sẽ dựa vô tích cực, liên hợp tích cực cung nói đầu đi bốn anh em. Huyết học á là một cái chuyên ngành, nói chung là nó quá sâu và nó cũng khó nữa. Thì bác sĩ Khanh được phân công về với chị là khóc ròng mấy năm trời luôn, tại vì con về huyết học. Cho nên là khi chị dạy huyết học á, chị cố gắng để nhiều hình ảnh để cho tụi em hiểu ha. Chứ thật sự ra cái này rất là khó. Thì theo lời của các bác sĩ, các bộ giảng nhỏ thì nói là chị hồi thêm nhiều thì em học có ngày kết thúc và sau huyết học em học hoài vẫn còn hoài là chị. Cho nên huyết học á hơi sâu một chút, nhưng mà huyết học được một cái thuận lợi ha. Tụi em đi bốn rồi, tụi chị coi em đi đồng nghiệp của chị cũng hết học, huyết học được cái thuận lợi là tụi em muốn học lên rất là dễ. Tụi em học lên là thẳng tiến con đường lên luôn ha, tại vì còn rất nhiều cái mình chưa biết. Và hiện tại bây giờ công nghệ phát triển rất là nhiều, ví dụ như công nghệ gen rồi đủ thứ hết, rồi có học bổng đi nước ngoài học về huyết học cũng rất là nhiều. Cho nên nếu mà em nào thích huyết học và thích đi về con đường giống như học dạy này kia thì đi huyết học cũng rất là hay, nhưng mà phải xác định cho mình là học hoài học cũng không có hết, tại nó hơi khó một chút. Thôi thì ráng nha, ráng nghe dùm chị cái tích cực nha. Tích cực xài cho lâm sàng nha, chị xài mỗi ngày. Chị không có nói những cái nãy giờ thì chị nói với em là không có cái nào lâm sàng không xài hết. Chị không nói cái nào mà lý thuyết câu, chị nói những cái mà xài được không á. Thì tết cơm là gồm có tết cơm trực tiếp và tết cơm gián tiếp. Tết cơm trực tiếp là người ta làm cái gì? Người ta mới lấy máu bệnh nhân bỏ vô cái ống. Người ta mới tìm coi trên cái hồng cầu của bệnh nhân này có những cái kháng thể bất thường không, những cái chữ Y màu xám này nè, những cái chữ Y màu xám này. Thì khi mà tết cơm dương tính thì có những cái kháng thể gắn trên màng hồng cầu. Chị nói chắc chị nói đơn giản cái đây mà người ta lại muốn nghe cụ thể. Nghe cụ thể là người ta khi lấy máu xong thì người ta mới bỏ những cái kháng nguyên. Kháng thể hay kháng nguyên là tùy theo cái vị trí em đứng. Em đứng là hồng cầu hay là em đứng là cái người nhỏ vô ha. Cho nên là người ta mới bỏ cái màu tím vô. Thì nếu như trên bản thân em mà có những cái màu xám này rồi thì những cái màu tím này đã gắn vô những cái màu xám. Thì khi màu tím gắn với màu xám thì vô tình làm cho những cái hồng cầu đó nó dính lại. Giống như em ngồi rời rạc như vậy, nhưng mà bây giờ em nắm tay lại với nhau, em sẽ trở thành một mạng lưới. Thì cái ống màu vàng này là một cái treo. Em tưởng tượng như rau câu hay là trà sữa mà có cái cục thật thì em ăn đó. Thì nó thật ra em nhìn nó là như vậy, nhưng mà bên trong có những cái lỗ nhỏ nhỏ nhỏ. Thì nếu như bình thường em bỏ hồng cầu thì nó lọt xuống, nhưng mà khi mà cái hồng cầu này nó nắm tay nhau lại thì nó tạo thành mạng lưới, thì nó không lọt xuống mà nó sẽ dướng lại. Thì nó sẽ dương tính ha, nó dướng lại trên màng thì nó là dương tính. Thì khi mà cơm trực tiếp dương tính là có kháng thể trên màng hồng cầu. Khi có kháng thể trên màng hồng cầu thì sẽ xảy ra hiện tượng tán huyết. Còn cơm gián tiếp dương tính là sao? Cơm gián tiếp là mình coi trong máu bệnh nhân, những bệnh nhân lupus này kia thì trong máu bệnh nhân có những cái kháng thể bất thường. Thì những cái kháng thể bất thường là màu xám. Bây giờ mình mới nhỏ cái hồng cầu mẫu, tức nghĩa là nhà sản xuất có những cái hồng cầu sẵn rồi, thì nhỏ những cái hồng cầu sẵn này vô,
xong nó mới gắn lên cái màn hồng cầu. Và những cái màu tím này nó sẽ phát hiện, nó giống y như nguyên tắc hồi nãy, nó sẽ bị dương tính, nó sẽ bị dướng lại. Khi mà nắm tay nhau thì nó phải dướng lại ở trên, nhưng nó không lọt tốt xuống dưới. Thì cung gián tiếp dương tính có nghĩa là có kháng thể lưu hành trong huyết tương. Như vậy tụi em hiểu rằng là quay lại nha, thì bây giờ mình tiếp cận những ván hồi nãy mình học á, là một đứa trẻ vô là thì bây giờ mình biết tán huyết là có nguyên nhân là do hồng cầu hay là ngoài hồng cầu. Mà để sao mà biết được cái đó thì người ta sẽ dựa trên test cung ha. Thì bây giờ nếu như mà cung dương tính thì đem coi là thiếu máu tán huyết, nếu như mà cung dương tính thì người ta nghĩ là đây là thiếu máu tán huyết miễn dịch. Có gì hiểu không? Tức nghĩa là thiếu máu tán huyết do kháng thể trực tiếp thì do kháng thể trên màng hồng cầu, gián tiếp là do kháng thể lưu hành trong máu. Tụi em đi bốn tụi em chỉ cần biết là cung dương tính là do kháng thể được rồi ha. Thì cái chữ thiếu máu tán huyết miễn dịch này á, tiếng Anh là AIH nha, có thể thêm từ y nguyên vô ha. Được chưa? Rồi, bây giờ nếu như mà cung âm tính thì tụi em mới lúc đó mới coi là nguyên nhân ngoài hồng cầu do những cái thuốc này kia. Còn nếu như còn nguyên nhân tại hồng cầu là do thalassemi, do thiếu JSPD hay là do hồng cầu hình cầu, ba cái bệnh mà nãy giờ chị nói tới nó lui đó. Rồi, bây giờ mình vô từng bệnh nha tụi em. Đến học tới 5 giờ, 5 rưỡi. Các trưởng 5 giờ, 5 rưỡi. Rồi, chị sẽ dạy tới tụi em 5 giờ, 5 phút, 5 giờ, 2 phút. Bữa nay mình học xong ha. Rồi, tụi em có USB á, tụi em dạy đọc bài, có gì học biết thì bữa 10 tháng 10 là bữa thứ gì chị dạy tụi em á, tụi em sẽ hỏi. Nhưng mà bữa đó là chị dạy xong thì chị đi thẳng tới sân bay, tại 6:40 là chị đi công tác nha. Cho nên là bữa đó chị sẽ cố gắng mình học sớm chút xíu, bữa sau là chắc có đêm nó mọi thứ thuận lợi nha. Cho nên là mình sẽ học sớm chút xíu, chắc là mình sẽ ra sớm 5 phút hay 2-3 phút gì đó. Cho nên nếu như mà có gì hỏi đó là tụi em sẽ hỏi trước giờ nha, chị nói trước nha. Rồi, thì bệnh hồng cầu hình cầu, thì hồng cầu hình cầu là một bệnh di truyền dữ dội. Tụi em học bây giờ tụi em có cái học phần nha, chị thấy sao em chăm tiên thì tụi em học học phần sinh học sinh thể thiết thế nha. Cho nên là tụi em biết là di truyền dữ dội rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về lâm sàng á, thì các bây giờ hồng cầu hình cầu là cái gì? Hồng cầu hình cầu là do nó có cái đột biến, do một cái di truyền nó đột biến từ cha mẹ. Thì khi cái đột biến trên cái nhiễm chất thải đó, nó sẽ giảm cái spectrum trên màng hồng cầu, làm cho cái hồng cầu không có cong lõm giống như theo hình dạng sinh lý bình thường nữa, mà nó tròn. Thì khi nó tròn thì vậy nó sẽ cứng, nó sẽ không đen lõi qua những cái viên mạch máu. Thì khi mà giảm spectrum vậy đó thì người ta sẽ bị gây ra cái hồng cầu hình cầu. Thì về lâm sàng thì chia ra các nhiễm thể, chỉ nói tổng thống, chỉ nói tóm lại thôi thì gần hai thể, đó là thể nặng là thiếu máu ngay sau sanh, hoặc là thể vừa là thiếu máu tán huyết mãn, lách to, tổn thương xương. Rồi làm sao để chẩn đoán được một cái hồng cầu hình cầu? Chẩn đoán được cái hồng cầu hình cầu thì mình sẽ dựa là thiếu máu đẳng sắc tản bào. Hôm qua chị tham gia về biết thiếu máu đẳng sắc tản bào rồi đúng không? Bác sĩ Thanh hôm qua trình bày cái đẳng sắc tản bào rồi ha. Cái thứ hai là hồng cầu lưới sẽ tăng. Bác sĩ Thanh có nói với tụi em là tại sao tán huyết thì hồng cầu lưới tăng, còn thiếu máu thiếu sắt thì hồng cầu lưới không tăng chưa? Chưa có không? Cho lâm sàng đi cháu nhớ hỏi nha. Chứ để không hỏi thì tụi em rồi. Thật ra hồi đó là hồi nãy là lớp trưởng ai có hỏi đó, thì hồi đó là đi cuốn là có đi quyết học bên lần 2. Nhưng mà hiện tại thì bác sĩ Quyên là hồi đó là ở cái đó cũng đi, rồi bác sĩ Thăm là về trong hai đứa chị, cho nên tụi em khó là đi sáu ba đứa chị. Nhưng nếu mà tụi em muốn đi trực thêm hay có thời gian đi học thêm gì thì sẵn sàng quen không ha. Thì tụi em muốn hỏi tụi em cứ đi qua cái đồng một thì chị sẵn sàng cho tụi em đi, hoặc là coi chỉ cần một hai ngày thôi là mình nắm mắt bệnh ha. Rồi, vậy cận lâm sàng là thiếu máu đẳng sắc cảnh bào, hồng cầu lưới tăng, sức bền hồng cầu giảm.
và chúng ta xác định là mình phải niệm gì, phân tích cấu trúc polymeric trên mặt bằng cầu. Khi mình phân tích cấu trúc polymeric thì mình sẽ thấy là rồi nó luôn ở nhi đồng một. Hiện tại bây giờ chúng ta được mấy ca bằng cầu hình cầu, nhưng mình không có đầy đủ xét, mình không có đầy đủ xét nghiệm. Thứ nhất đó là mình chỉ dựa trên công thức máu là thiếu máu đặc chất thẳng vào. Thứ hai là mình dựa trên hồng cầu lưới tăng và cái sức bền hồng cầu. Khi mà tụi em làm sức bền hồng cầu rồi thì tụi em thấy là nó mình sẽ pha nước muối với các nồng độ khác nhau, mình bỏ hồng cầu có lúc nào nó vỡ thì người pha chứ không phải là máy pha. Cho nên em biết là chỉ cần mà ví dụ như 0.2% với 0.3% em bỏ lộn chút xíu là em sai liền, cho nên nó quá chủ quan đi, cho nên cái kết quả nó không có được, nó không có được chính xác. Cho nên cái hồng cầu hình cầu đó, cái hồng cầu hình cầu tụi chị chuẩn đoán là dựa trên cái lăng. Khi mà tụi chị phân tích một viên á, cái bài đầu tiên hồi nãy á, tại vì mình bị trục trặc kỹ thuật cho nên xin lỗi tụi em chị nói nhanh bài đó, thì trên cái phân tích ngoài viên á thì mình sẽ nhìn, tụi em sẽ nhìn lên cái phân tích ngoài viên thì tụi em sẽ thấy rằng là cái hồng cầu nó tròn nha, chứ nó không có cái điểm sáng chính giữa, nó không có lợn. Thì khi tụi em thấy đầy hết xong tụi em thử máu ba nó cũng bị, má nó cũng bị, thì tụi em sẽ có kết luận là hơn 70-80% là nó là hồng cầu hình tròn, được chưa? Rồi hồng cầu hình tròn mình chỉ học rất đơn giản, em nào có chuyện bận thì cứ về nha, không có cần nồi nha. Rồi thứ hai là mình học về thalassemi. Thì thalassemi á thì tụi em thì năm sáu là tụi em chị không biết tới tụi em là có thay đổi không ha, thì Oski tốt nghiệp đúng không? Thì Oski 6 là thì Oski tốt nghiệp. Thì tụi chị hay cho là hay cho đọc điện ghi, tại vì cho đọc điện ghi chấm cho nó lẹ ha, hoặc là cho những cái phân tích thalassemi hay thiếu máu thiếu sắt. Nói chung là về học về phân môn huyết học của tụi chị, từ đây cho tới lúc tụi em vô nội trú tụi em chỉ cần học những bài cho chắc coi là thiếu máu thiếu sắt, thalassemi, xuất huyết giảm tiểu cầu, và tụi em coi sơ qua cái cho biết C6PD là cái gì, hemophilia là gì, hoặc là những cái mà tụi chị giới thiệu thì tụi em coi sơ qua. Như vậy tụi em học chắc ba bài thôi, thiếu máu thiếu sắt, thalassemi, xuất huyết giảm tiểu cầu. Tụi em học chắc ba bài đó, học một cách kỹ lưỡng ba bài đó thì tụi em nó sẽ cover cho tụi em từ tới điểm sáu cho tới vô đội trú luôn nha tụi em. Sau đó thì là chuyện nó khác rồi. Rồi thalassemi thì là di truyền theo kiểu lạnh, nhiễm sắc thể thường do đột biến gen beta globulin nằm trên cánh nhắn nhiễm sắc thể 11 quy định tổng hợp chuỗi beta. Em nào nghe cái từ thalassemi rồi, em đi lâm sàng thì em nghe thalassemi chưa? Rồi nhóm nào bị nhi rồi, nhóm nào bị nhi bên nhi đồng 2 rồi, các em nào bị nhi nhi đồng 2 chưa? 7-10 mới đi đúng không? Các bạn nào đi nhi đồng 2 chưa, đi được trại nào chưa, tiếp xúc được mấy đứa đất chưa? Chưa hả? Chưa hai chuồng hết rồi. Rồi thalassemi là tụi em nhớ là di truyền lạnh nha. Rồi làm sao biết di truyền lạnh? Rồi chị kể chuyện tỏ tình tỏ cảm để tụi em nhớ là thalassemi di truyền lạnh. Thứ nhất đó là nhiều chuyện chị ta không được, ví dụ ha, ví dụ như mình ở Việt Nam mình là gần đây bắt đầu có những đoán tiền hôn nhân thì mình đã đi thử công thức máu. Dù như mình thấy MCV của mình là dưới 60-70 thì mình có thể làm điện di, hoặc là mình có thể làm một cái tầm soát gen. Thì cái gen của thalassemi á thì nó chạy nhầm có khoảng 1.5 triệu à, có thể rẻ hơn. Nếu em đi sinh viên y khoa thì có rẻ hơn một chút. Rồi mình thử công thức máu thì 70-80 ngàn. Thì cái người bạn của mình hay cái người phối mẫu của mình cũng sẽ làm chuyện đó, em hiểu không? Ví dụ như mình thấy mình có một gen nặng, bạn của mình có một gen nặng, thì khi mà mình có bầu thì mình phải chịu khó tầm soát đứa trẻ trong bụng ha. Thời tụi chị chuyện đó không có làm, cho nên đó là có nhiều cặp khi lập gia đình xong có bầu đến 8 tháng mới biết phù ra nhau. Thì đi thử này kia thì mới biết là chồng một gen alpha thalassemi, vợ một gen alpha. Điều đó chị kể không phải nói chị hết, nhưng để cho tụi em biết rằng là thalassemi là di truyền lạnh, cho nên mình mang một gen nó sinh ra gì đó, hiểu không? Rồi cho nên là, và nhắc lên một điều nữa là thalassemi là giống như là
rất là nhiều. Người ta nói tỷ lệ thalassemia Việt Nam là 1-2%, nên mình có tin lên đến 10% rồi. Lý do là mình những cái vùng núi á, tỷ lệ thalassemia sẽ cao hơn, tại vì hôn nhân cận huyết, hôn nhân cận huyết, cho nên cũng như những vùng dân tộc phía Bắc, dân tộc thiểu số này kia rất là cao. Nhưng nếu trong hợp đồng người kinh mình mà không tầm soát tốt thì cái tỷ lệ nó cũng rất là cao. Cho nên là tụi em nên nhớ là thalassemia là một cái di truyền mạnh. Và khi tụi em ngồi phòng mạch người lớn hay không nít gì đi nữa, tụi em cũng sẽ bị hỏi về thalassemia. Tại vì người ta sẽ đến hỏi cho em, mình hỏi những cái câu giống như những cái trường hợp nãy giờ chị kể cho tụi em nghe đó. Rồi, đầu tiên cái thalassemia người ta sẽ nói đây là thiếu máu địa trung hải hay là ở vùng Trung Đông hay Ấn Độ và Đông Nam Á hay Việt Nam trong Đông Nam Á. Thì như nãy giờ chị nói, chị qua nhanh phần này nha. Cấu trúc của thalassemia, cấu trúc của cái hồng cầu thì gồm có hem và globin. Hem thì gồm có sắt và protoporin. Globulin thì gồm có 4 dây polypeptide alpha, beta, hay gamma, theta. Tùy theo lứa tuổi thì cái nào sẽ nhiều. Thì các loại hemoglobin gồm A1, A2S. Tụi em thấy nè, thì A1 là lớn hơn 6 tháng một chút xíu. Các bạn nói sâu thì chị sẽ cho tụi em coi cái hình. Thì cái A1 này á, thì lớn hơn 6 tháng tuổi thì chủ yếu là A1. A2 thì lớn hơn 6 tháng tuổi, nhưng người lớn như mình thì chiếm khoảng 2-3%. Và F thì ở sơ sinh có thể lên đến 80%. Nhưng sau 2 tuổi thì F có giảm dưới 3-5%. Rồi, cái này nãy giờ chị nói rồi ha, cái gen màu đỏ nhỏ này là gen lặn. Thì tụi em thấy nếu như mình mang một gen lặn, bố mang một gen lặn, mẹ mang một gen lặn, thì đẻ ra, ví dụ như đứa con mình, ví dụ như may mắn gặp hơn 20% bình thường thôi, đúng không? Cho nên mình không biết mình lựa vô xác suất nào, cho nên mình phải biết là mình có mang gen hay không để mình tầm soát khi mà có chuyện gì xảy ra nha tụi em. Rồi, các loại hemoglobin thì em thấy hồi nãy chị mới nói xong, khi mà ở người lớn cái này sẽ còn cái này là sẽ xuống dưới 3-5%, còn cái này là dưới 2%. Khi tụi em đi lâm sàng thì chị sẽ chiếu từng ca từng ca để tụi em học. Rồi beta thalassemia thì có nhiều thể, trong đó có thể nặng nhất là thể đầu hoại tử, xuất hiện thiếu máu 3-6 tháng. Đứa bé nó thiếu máu thì nó sẽ xanh xao. Thì khi thiếu máu tán huyết thì cái tán huyết đó xảy ra, thì khi tán huyết xảy ra thì trong đó có bilirubin. Thì tán huyết là sản phẩm của hồng cầu là gì? Là bilirubin. Thì bilirubin đó, bilirubin gián tiếp sẽ gây vàng mắt. Rồi, cái tán huyết xảy ra thì nó sẽ kích thích gan mắt to và nó có thể mang thalassemia. Gan sẽ không dở ra để mang thalassemia là gì? Là ám dồn, nó mũi tẹt, nhà vô ra ngoài. Và tụi em sẽ thấy rằng là bị thalassemia đó, dù sinh châu Á hay châu Âu, ví dụ như ở Pháp và ở Úc đi nữa, thì một đứa thalassemia thì dành cho mình sẽ tiếp viện, nó sẽ giống nhau, nó sẽ giúp cho tụi em. Cho nên là bản thân thalassemia rất là điển hình. Chị thì sẽ có thích trình mình, con thích vậy, cho nên chị không có để rồi. Cho nên về tụi em coi nha, về là mạng đó thôi nha. X-quang thì sẽ có hình trang lượng, hình mảng xương. Tại vì khi mà xảy ra thalassemia xảy ra thiếu máu quá sớm, thiếu máu trước 2 tuổi, thì tụi em thấy không, thiếu máu sớm xuất hiện 3-6 tháng. Thì khi thiếu máu sớm như vậy đó, thì lúc đó là giai đoạn mà xương đang phát triển. Xương đang phát triển, thì khi xương phát triển thì nó thiếu máu, nó kích thích cho cái tủy xương nó phải giãn rộng ra để nó tạo máu. Thì khi tủy xương nó giãn rộng như vậy thì em sẽ thấy trên X-quang xương sọ nó sẽ thấy hình răng được và loãng xương. Những người mà thalassemia nặng thì mình mới có cái dấu này, còn những người thalassemia lặn, những mang gen lặn hay là những cái thể nhẹ thì mình sẽ không thấy cái dấu này. Về gần lâm sàng thì gần có thiếu máu hồng cầu nhỏ nhiều sắc, hồng cầu lớn tăng, hồng cầu huyết tăng, bilirubin nhiều sắc chất tăng và ferritin rất tăng. Như vậy tụi em sẽ thấy cái điểm mà dễ phân biệt nhất với thiếu máu thiếu sắc là thiếu máu thiếu sắc sắc giảm, đúng không? Rồi, thiếu máu do ta đã tán huyết cho thalassemia là sao? Là hồng cầu nó bể ra nhưng sắc nó vẫn còn trong cơ thể. Như vậy sắc và ferritin tăng rất cao. Một người vô với em, một đứa bé đi vô với em nói là thiếu máu, mà tụi em thử ra thấy ferritin với sắc cao là tụi em biết là nó đi về bên tán huyết, nó đi về bên thalassemia chứ không phải là thiếu máu thiếu sắc. Thì nguyên tắc điều trị thì em sẽ gồm có truyền máu hay sắc chất mắt và hỗ trợ. Cho nên sáu điều trị sẽ chỉ cho tụi em kỹ lưỡng về phần này. Alpha thalassemia thì cũng đi như vậy ha, đồng hợp tử sinh chết trong bào thai, dị hợp tử là gần có 4, tức là lúc đó không có chuỗi alpha, nó chỉ còn có chuỗi beta. Thì khi nó có chuỗi beta như vậy thôi thì những cái chuỗi này nó sẽ tích tụ lên màng hồng cầu, nó gây oxy hóa, nó gây cho những giống như những vật đã tạo trên màng hồng cầu. Khi màng hồng cầu đi qua những cái hệ bọn hormone kia sẽ bị bắt giữ, sẽ bị tán huyết. Rồi
5 phút nữa nha tụi em. Bây giờ tới thiếu T6BD. Thì thiếu T6BD là cái thiếu hồng cái men thường gặp nhất. Tụi em đi sản rồi đó thì tụi em thấy là người ta nó bớt chừng. Thì người ta tập ra là có thiếu sinh giáo đúng không? Trong đó có thiếu T6BD. Điều đó em thấy rằng là thiếu T6BD là lên chương trình tầm soát của quốc gia luôn nha. Những đứa trẻ thì sinh ra để lấy máu bóng chừng để coi có thiếu T6BD hay không. Cho nên mình dù cho mình không có dự định là bác sĩ chi nghèo á, mình có dự định là bác sĩ sáng rồi mình cũng đang nghe thiếu T6BD. Rồi, thiếu T6BD thì là thiếu men hồng cầu thường gặp nhất. Thì nó là như mà anh biết. Như vậy á, là chỉ có một đứa con trai thì mới chắc thiếu T6BD thôi. Nữ mà muốn thiếu T6BD thì sẽ rất rất khó. Lý do là phải một chiếc trên hai cái bệnh thể lúc đó thì mới có thiếu T6BD. Còn nam chỉ cần có đi từ một cái gen thôi là đã có thiếu T6BD. Cho nên đa số thiếu T6BD cho nên lâm sàng chỉ gặp là nam. Tới hiện nay thì chưa gặp là đủ nha. Mà trong năm qua là không có hiện 100% hết. Cho nên thì chị giải thích không được nói là không gặp nữ. Nhưng mà chị nói là đa số là nam. Rồi, thì thiếu T6BD là tụi em hiểu ha. Chương trình này là mình học ở hóa sinh nha. Thì thấy trường mình là giải hóa sinh là tôi còn rất muốn ăn. Cho nên chắc tụi em còn nhớ. Thì tụi em thấy là có em nào còn ở hóa sinh không hay là qua hết rồi. Rồi, tụi em là từ cái đường ở trên mặt hồng cầu ha. Tụi em sẽ sinh ra là 6 T6BD là gọi là 6-4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 -
Chị không có muốn khi mà bước ra ngoài khỏi trên 60 đây thì tụi em chỉ hiểu là trên 60 đây là một viên cái áo giáp bảo vệ cái hoàn cầu. Khi mà một cái chất oxy hóa lớn thì cái áo giáp đó là hoàn cầu không bị bể. Khi mình không có cái áo giáp đó thì một cái tác nhân oxy hóa lớn sẽ làm hoàn cầu bị bể. Tác nhân oxy hóa đó là gồm cái gì? Tác nhân oxy hóa đó là gồm những cái thuốc nha, gồm cái thuốc là tụi em ví dụ như có những người mà uống cái thuốc là ăn những cái đồ ăn vô thì họ sẽ bị vỡ hoàn cầu. Cái này là những cái bệnh viện đều có hết. Mình sẽ quay lại thiếu C6 tùy với mức độ đột biến trên cái trên những sắc thể đó thì nó sẽ chia ra là mức độ nặng severe nè, mức độ trung bình hay là mức độ nhẹ. Thì tụi em sẽ thấy là tùy theo phần trăm của cái viên C6 tùy còn lại thì mình sẽ chia mức độ. Về lâm sàng tụi em sẽ thấy một là sốt, nhức đầu, đau bụng, đau thắt lưng, vàng da, mắt to, yếu, hay môi lưu viên và xá xị. Về cận lâm sàng thì đo lượng thiếu G6PD nha. Để em sẽ đo coi bên thiếu G6PD là bao nhiêu. Điều trị là tụi em sẽ cho uống nhiều nước, truyền dịch, truyền máu giữa các cận. Thì thiếu G6PD có nghĩa là khi mà cái hồng cầu á nó bị tán huyết mất, sang hồng cầu non ra. Thì cái hồng cầu non, cái đợt mới thì bình thường không có chuyện gì hết. Sau đó nó bị đợt tán huyết nữa thì nó sẽ có những triệu chứng như tiểu xá xị, tiểu nâu, tán huyết. Và có danh sách cái thuốc thực ra. Ví dụ như em là một đứa sơ sinh thì khi mà tụi em mà lấy máu cốt kim ra, tụi em thấy là thiếu G6PD thì lúc đó bác sĩ sẽ phát cho tụi em một tờ giấy rồi đó có những cái thuốc thực phẩm không hợp uống chân. Mình chỉ nhớ thì thôi khi mình làm thì mình sẽ biết đây là những thuốc thực phẩm. Rồi còn một vài nữa về nghe thì nghe thì nói rất nhanh